Ngài Ly. Ngài Ly. Ngài Ly, mời ngài ăn tối. Ngài Ly, đến giờ ăn cơm rồi. Ngài Ly. Ngài Ly, phải ăn cơm rồi. Dạy tôi để bữa tối ở trước cửa nhé. Nhật ký ánh sáng. Sao hành trình đi hóng gió lại dài đến vậy? Hôm nay tôi ngạc nhiên lắm. Vì vậy, rõ ràng còn ít hơn năm ngoái mà. Mọi người về rồi, cô đến sớm vậy. Dân, ô cô Tri Jun, lâu rồi không gặp tiền bối. Ừ đúng rồi, công việc kết thúc thuận lợi chứ. Cho tôi cốc nước mát. Dân, tôi đã đem trà ngũ dị tử đến đây rồi. Trà ngũ dị tử, dân, tuyệt thật. Tôi định cho nhiều đá vào để thành trà mát. Vậy sao? Trời ơi, tôi không biết có hợp khẩu vị mọi người không. Tuy nhiên tôi biết tay nghề của chị Jun rồi. Thật ngại khi lần nào cũng làm phiền cô. Chị làm thiệt chuyện nhà mới, đương nhiên tôi phải đến giúp rồi. Nêm vừa miệng quá. Không cho tôi uống nước sao? Được, tôi đến đây. Đây. Cảm ơn cô. Chà chị Jun mang đến đấy. Cô ấy còn mang rất nhiều đồ ăn đến nữa. Cho quản lý Jira On đi xem mắt đi. Đúng rồi, cô cũng phải làm mối đi. Cháu ấy muốn đi mà cô vẫn từ chối sao? Vì gì bận quá thôi. Mẹ, sao mẹ vẫn chưa tìm người đến sửa mạng vậy? Mạng hỏng suốt đấy. Con ở nhà hả? Con còn phải làm bài tập nữa. Con này, không dùng được máy tính, sao lại ra đây nói lớn với mẹ chứ? Con ở nhà sao không ra ngoài chào hỏi mọi người chứ? Kệ đi, con kệ đấy. Để cô xem cho, chẳng có chút giáo dục nào cả. Luận văn. Bức tranh núi gươm gan của Anzion. Cô viết thử đi. Gì cơ? Chúc mừng cô Chi Jun. Phụ trách viết luận văn đó. Đương nhiên rồi. Thật sự cảm ơn anh. Tác phẩm của Anzion 500 năm giờ mới được tái hiện lại đấy. Cô hãy suy nghĩ rồi làm một tác phẩm đi. Một lục luận văn. Cảm ơn anh. Giờ tôi phải gọi cô là giáo sư CEO rồi. Chắc cô có thể làm giáo sư nhanh thôi. Thật sự cảm ơn chị. Cảm ơn giáo sư. Tôi nhất định sẽ làm tốt, sẽ viết luận văn thật tốt. Tôi cảm ơn.
Kỳ lạ quá. Dân, mẹ à, con phải về muộn hả? Các chú các bác đã đến cả rồi. Ôi trời, làm sao đây? Ôi trời, làm thế nào đây? Con xin lỗi, con không biết là đã muộn như vậy rồi. Con sẽ về ngay đây, con xin lỗi. Bức tranh núi Geumgan được tất cả các nhân sĩ trên thế giới chú ý đến. Cậu biết chứ? Mọi hoạt động ở nhà xanh cũng trở thành vấn đề nóng. Đương nhiên rồi, đó là bức tranh núi Geumgan mà An Seong để lại cho hậu thế. Bức tranh đó chỉ có một thôi sao? Nó nhất định sẽ được chọn làm quốc bảo. Tác phẩm nghệ thuật sẽ có sự thay đổi nhất định dựa vào việc ai cất giữ nó. Sau này việc liên quan đến gallery của tôi, học trưởng Minh. Tôi đây. Không chỉ dùng tiền để phán đoán nghệ thuật. Tôi chỉ đang nói với quản lý về chuyện gallery Sun thôi. Tôi thừa nhận năng lực của cậu. Vậy nên tôi cũng nên chi cái giá xứng đáng cho cậu. Quản lý? Không phải, giám đốc. Sở trưởng Kim hiện tại đã làm giảng viên khi còn trong nhiệm kỳ, cũng không quản lý được hết. Chỉ làm cho tình cảnh trở nên bí bách thêm thôi. Tôi không phải nói với quản lý, mà là đang nêu ý kiến với giám đốc tập đoàn tài chính của Hàn Quốc. Không lâu nữa là đến cuộc bầu cử sở trưởng mới. Quản lý có thể làm bộ trưởng bộ văn hóa được đấy. Chỉ cần có bức tranh núi gần gầm của An Seon thôi. Đương nhiên chúng ta phải cùng có lợi mới được. Con về muộn quá. Chào mọi người, con xin lỗi. Con về muộn quá. Mọi người ăn uống thế nào rồi? Đã ăn cả rồi. Cháu dâu chúng ta là giáo sư đại học sao? Đúng rồi, giờ con bé cũng là giáo sư rồi. Nhưng không lâu nữa sẽ trở thành giáo sư chính thức, đúng chứ? Dân, mọi người xin đợi chút. Cháu trai không đến sao? Nó không phải bận bịu dạng thường đâu. Đúng rồi, không lâu trước đây bản tin kinh tế đã đến phỏng vấn nó. Mọi người đã xem chưa? Thật là sao con không đi học đi? Con nói phải viết luận văn mà. Không sao đâu, con làm được mà. Bố bạn trẻ sự nghiệp thuận lợi, ân sư của chúng ta thì có thành tích tốt. Nếu mẹ có thể có con dâu là giáo sư thì không còn gì phải hối hận nữa. Cây lá kim, lá phong, lúc đó thời Edo của Nhật mà, không phù hợp với thời An Seong vẽ bức tranh này. Thật là... Dân, đây là nhà anh Jumisuk đúng không? Dân, anh có việc gì vậy? Anh ấy có ở nhà không? Anh ấy vẫn chưa về. Anh là ai để tôi còn nói lại với anh ấy? Tôi bên ngân hàng JK. Hãy nói với anh ấy là chúng tôi gọi điện đến. Sao ngân hàng gọi đến làm gì? Mình về sao? Mẹ đâu? Chắc mẹ mệt đi ngủ sớm rồi. Em đã có được một bức tranh rất tuyệt đấy. Bức tranh núi Gangnam của An Seong. Giáo sư Min đã giám định đó là tác phẩm thật. Trước đây nó được bảo quản ở gallery của tập đoàn Sơn Jin. Nhưng sao em lại không cảm thấy đó là đồ thật chứ? Dù là giấy vẽ hay dít mực thì cũng có cảm giác rất khó tả. Cũng cảm thấy loại vải kỳ lạ nữa. Phải có cảm giác trang nhã mới phải. Nhưng em lại có cảm giác rất tinh tế. Lẽ nào em muốn thất lễ vậy sao? Đối đầu với giáo sư hướng dẫn. Không phải như vậy. Bất kể chọn đi, hãy viết luận văn cho hay vào. Đừng có chỉ điều ý kiến của người khác, bảo là không chuyên nghiệp. Anh có cần phải nói vậy không? Đúng rồi. Vừa có điện thoại ngân hàng gọi đến tìm anh đây. Nhưng sao họ lại gọi đến nhà mà còn muộn như vậy nữa? Hả? Hả?
Em sẽ đến học viện. Chuyến bay thứ bảy 11 giờ sáng. Đi đâu? Bologna. Bologna. Bologna sao? Ở Ý đấy hả? Đột nhiên em đi công tác. Anh Su phải làm thế nào? Không phải đột nhiên đâu. Rõ ràng tháng trước em đã nói với anh rồi. Ở cuộc gặp ở đây chi đòn đấy. Chuyện khác còn nói được chứ chuyện học của Anh Su là chuyện nhạy cảm với mẹ. Anh không biết như vậy mẹ sẽ tức giận sao? Thật là... Ý nghĩa của sự phát hiện bức tranh núi Gamgan của Anson với sử học mỹ thuật. Như mọi người đã biết, đến nay chúng ta chỉ phát hiện được một tác phẩm của Anson là bức tranh Mộng Du Đào Nguyên Đồ. Còn có một bức tranh khác được cất giữ ở viện bảo tàng của Đại học Tenri của Nhật Bản. Nhưng sau 500 năm, như một kỳ tích, bức tranh núi Gamgan của Anson giờ sẽ được trưng bày trước mặt chúng ta. Bức tranh này sau này sẽ có nhiều tác dụng đấy. Xin mời chuyên gia nghiên cứu Anson uy tín, kiêm học trưởng nhân học Đại học Hàn Quốc, giáo sư Min Jung Ha lên phát biểu quá trình phát hiện và ý nghĩa của bức tranh núi Gamgan. Giáo sư Min Jung Ha. Trước tiên, hôm nay tôi có thể đứng ở đây. Tôi thật sự rất cảm động. Quan niệm của tổ tiên chúng ta ở thời kỳ Joseon là trong trật tự thế giới Đông Á, chúng ta là Joseon chỉ xếp sau Trung Quốc. Dù thế nào cũng là ý tưởng chủ nghĩa trung tâm của dân tộc độc lập. Từ một phương diện khác, dân tộc Hán muốn thống nhất Trung Quốc, nên các họa sĩ đã bắt đầu tập trung vẽ tranh theo quan niệm Sơn Thủy. Bức tranh tiêu biểu chính là Bức Mộng Du Đào Nguyên Đồ của Anson. Tôi cảm thấy phát hiện ra bức tranh núi Gamgan mới là thành quả rực rỡ của mỹ thuật Hàn Quốc cận đại, cũng là phát hiện lớn của thế giới. Tôi có thể đặt câu hỏi không? Cậu ta là ai vậy? Cậu ta không phải là Han Seo-hoon sao? Trước đây đã xích mích với giáo sư Min rồi bị đuổi đấy. Bút tích của bức tranh núi Gamgan dù thực sự rất giống của Anson, nhưng lại không sử dụng bút pháp quen thuộc của Anson. Hơn nữa, hoa văn trên giấy vẽ là lá phong. Đó là hoa văn thường dùng ở thời Edo của Nhật Bản, không giống với thời đại của Anson. Bức tranh núi Gamgan thật sự là bức tranh của Anson chứ? Lẽ nào giữa người học vị tiến sĩ về nghiên cứu Anson, giáo sư Min Jung Ha đây, thì sự khẳng định của ngài ấy là chân lý với dương pháp vô điều kiện sao? Seo-hoon à, cậu sao vậy? Thật là, đại học mà không được tự do đưa ra ý kiến phản đối, thì gọi là gì đại học chứ? Thả cậu ấy ra. Tôi muốn hỏi cô Seo Ji-yu. Xin cô hãy trả lời với tư cách không phải là học trò của giáo sư Min, mà hãy đánh cược lương tâm học giả của mình để trả lời. Cô không nghi ngờ gì mà tin tưởng nó là tác phẩm của Anson sao? Tôi... cũng không rõ lắm. Vậy ý là không phải sao? Thấy chưa? Cô ấy nói là không phải mà. Cô phải nói rõ ra đi. Cô cũng có nghi ngờ sao? Bạn
cậu vừa nhắc đến phong nền. Lá phong thực sự là hoa văn chỉ có trên giấy thời Edo. Nhưng bức tranh cũng có thể trang trí thêm ở thời sau. Chỉ dùng phong nền để đánh giá bức tranh là giả thì quá miễn cưỡng. Chúng ta cần dùng bức tranh với đặc điểm bút pháp để đánh giá bức tranh. Khi không thể phán đoán, phải dùng phương pháp giám định nguyên tố carbon để phán đoán. Phán đoán cuối cùng phải do người giám định đưa ra. Nhưng cậu chỉ nghiên cứu Anson, mà lại nói là giáo sư Minh đã nghiên cứu 30 năm về bút pháp của Anson. Không phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Xem ra cậu đã xem quá nhiều chương trình giám định đồ thật đồ giả rồi. Dù ở đâu cũng có người muốn gây chuyện. Bà không cần lo lắng. Không có vấn đề gì chứ. Bức tranh núi gươm gan của Anson, giáo sư Min sẽ chịu trách nhiệm chứ? Vâng, tôi có thể dùng cuộc đời nghiên cứu 30 năm của tôi để đảm bảo với bà. Giáo sư, cái tên ngạo mạn đó. Giáo sư, tôi thật sự xin lỗi. Không phải như vậy. Thật sự tình hình lúc đó ít nhất đã tạo nên tin hót mà. Chẳng qua chỉ là một giảng viên tiền nhiệm điên cuồng mà thôi. Không có vấn đề gì cả. Như vậy ít nhất còn có thể có tin tức mới. Không sao đâu. Cô hãy chuẩn bị đi học ở Bologna đi. Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt. Cảm ơn giáo sư. Cái trí nhớ của mình. Cảm ơn. Cháu cảm ơn ạ. Chắc là ngon lắm. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin hãy để lại lời nhắn. Nhà chúng ta khó lắm mới cùng ăn được một bữa. Sao anh không nghe điện thoại? Trước cuộc anh đang làm gì vậy? Hôm nay nhất định phải nói với mẹ chuyện đi Ý mà. Em thật sự không sống nổi nữa. Thật là... Con dâu, đồ ăn ở đây ngon lắm đấy. Vậy sao? Chúng ta ngồi ăn nào. Vâng. Này, như vậy mà được sao? Này, đột nhiên vị giám sát tài chính đến muốn giám sát chúng ta. Như vậy mà được hả? Giám đốc, giá cổ phiếu kỳ lạ lắm. Cứ giảm liên tục. Bây giờ đã mất khoảng 12 tỷ rồi. Này giám đốc Jun, chúng tôi là người viện giám sát tài chính. Tất cả mọi người đứng yên, không được động đậy. Hãy đứng yên, không được cử động. Giám đốc, giám đốc, mời mọi người đứng yên. Đây là sao vậy? Họ nói là đến tìm giám đốc. Mẹ, sao nhiều người vậy? Cô về rồi này. Đến rồi, mọi người là ai? Dù mình suốt đâu rồi? Rốt cuộc mấy người là ai? Nói chuyện với tôi đi. Cô là ai chứ? Thế mấy người là ai mà vào nhà người ta làm loạn chứ? Đây là chứng cứ chồng cô mượn tiền tôi. Xem đi, tự xem đi. Vậy mấy người đi tìm anh ấy mà nói chuyện? Chúng tôi không biết gì cả. Nói thế nào anh ta đã tắt máy chạy trốn rồi. Hơn nữa, trước khi lấy được tiền, chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Các người tự xử lý đi. Giờ mấy người làm gì vậy? Nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Mấy người xông vào nhà. Cảnh sát, báo cảnh sát đi. Bà báo đi. Thím này, báo cảnh sát đi. Mẹ, mẹ ơi. Đúng đấy, làm gì vậy? Đôi chồng cô ra đây. Chuyện gì vậy? Đưa con trai bà ra đây. Đưa con trai bà ra đây. Alo. Anh đang ở đâu vậy? Anh không thể nói lâu với em được. Nghe nói đây, em mau đưa mẹ với Isu đến nơi nào trốn đi. Anh sẽ liên lạc với em sau. Mình ơi, mình ơi. Này, cô ở đâu vậy? Chồng cô ở đâu? Cô còn dám chạy sao? Chồng cô ở đâu? Mau lôi hắn ra đây. Chồng cô ở đâu? Cô giấu anh ta ở đâu? Mau lôi ra đây đi.
Hyuna. Ừ, Hyuna. Xin lỗi, mình chỉ có cách liên lạc với cậu thôi. Thật là làm tốt lắm. Chào bác. Bác vào đi. Insu à, vào thôi. Vâng. Chắc là bác sợ hãi lắm. Cửa đang mở. Mình thật sự không biết làm sao nữa. Bây giờ mình còn phải làm việc cho giáo sư, còn phải đi Ý nữa. Mấy thứ đó giờ có tác dụng gì chứ? Cậu nói gì vậy? Những lúc này cậu càng phải vững tâm lên chứ. Xử lý một chuyện rồi quay lại. Lúc này cậu càng phải làm để lên chức giáo sư chứ. Chị Yuna, cố lên. Vậy thôi. Được rồi. Ừ, đi thôi. Thêm mấy con cá cơm nhé. Ừ, được thôi. Thật là lần này cậu nhất định phải làm giáo sư đấy. Đừng nói là cá cơm, cá dồi mình còn bắt được cho cậu. Mình sẽ làm vậy. Anh ấy muốn mình chết, mình sẽ đi giả chết. Dù có phải liếm giày, mình cũng phải làm giáo sư. Được rồi, được rồi. Dùng tương ớt chắc ngon lắm đấy. Mẹ, con phải đi học đây. Được rồi. Lần này dù xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ thành giáo sư. Như vậy tiền lương của con cũng sẽ nhiều hơn, để sống tiếp đến khi nấy quay lại. Vì vậy mẹ nhất định phải kiên cường. Được rồi. Con đừng bận tâm đến mẹ. Hãy đi học thật tốt. Vâng. Tài liệu học tập đã được sắp xếp vào slide rồi. Thầy có thể thuyết trình từ bên trái sang, sau đó nói rõ phần bên phải là được rồi. Thầy tự chuyển PT chứ? Bản thảo đây của thầy đây. Thầy đọc trước, cần sửa ở đâu thì cứ nói. Màu sắc, thiết kế là sao vậy? Em làm theo lời dặn của thầy mà. Em sẽ sửa lại. Em làm gì ở đó vậy? Máy hết pin. Khoan thường không có ổ cắm. Giáo sư, em đã sửa rồi. Thầy cảm thấy thế nào? Được rồi. Bologna, Ý. Chào cô. Đây. Cảm ơn. Ngài biết nói tiếng Hàn sao? Vâng, vợ tôi là con nuôi người Hàn. Tôi đang học tiếng Hàn với vợ. Bây giờ nói vẫn chưa hay lắm. Ngài nói rất hay mà. Cảm ơn. Tôi là fan của ngài. Ôi, sách của tôi. Ngài có thể ký với tôi không? Đương nhiên rồi. Cô tên là Seo Ji-yoon. Ji-yoon Seo. J-I-Y-O-O-N S-C-O. Cảm ơn. Tôi biết cô. Tôi thấy cô trên YouTube rồi. Bức tranh núi Gươm Gan. Đó là tranh thật chứ? YouTube sao? Đúng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không phải thật thì không phải là thật. Bức tranh núi Gươm Gan rất kỳ lạ. Cô phải nghiên cứu lại đi. Ngài ở đây sao? Giáo sư Minh, chào ngài. Lâu rồi không gặp. Tiếng Hàn của ngài tiến bộ nhiều thật.
Cô thật sự không có chút nghi ngờ nào. Cô tin đó là tác phẩm thật của Anjuan sao? Làm sao đây? Tôi không rõ lắm. Thấy chưa? Cô ấy nói là không phải mà. Đại học mà không được tự do nêu ra ý kiến phản đối thì gọi là gì đại học chứ? Xin cô hãy trả lời với tư cách không phải là học trò của giáo sư Min, mà hãy đánh cược lương tâm học giả của mình để trả lời. Này này này, mấy người là trợ giảng sao? Chuyện đó mà không xử lý được sao? Tóm lại, mấy người bị sa thải. Cúp máy đây, tôi có điện thoại. Dân, quản lý, rốt cuộc anh muốn làm gì? Không có gì đâu, mấy đứa nó đùa thôi. Nếu là marketing, không cần đâu. Hãy lập tức xử lý đi. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến thăm bà sau. Họ không chấp nhận yêu cầu, không đăng lên mạng của mình. Thật là, Bố Yubin đã nói sẽ liên lạc với bạn ở YouTube cô ấy, nên cậu tạm thời đợi đã. Chuyện đã đau đầu rồi, còn có chuyện gì nữa đây? Mình biết rồi. Cảm ơn cậu. Vậy nhờ cả vào cậu nhé. Đã muộn như vậy rồi sao? Phải bắt đầu từ đâu đây? Xin lỗi nhé. Cô đi mua kem đánh răng và bàn chải đi. Gì cơ? Không hiểu lời tôi nói sao? Kem đánh răng và bàn chải đánh răng có thể tiếp cái bàn chải đánh răng tự động của Rama. Đúng rồi. Mua thêm một đôi tất nữa. Cô biết anh mặc gì phải không? Bây giờ luôn sao? Bây giờ luôn. Tôi biết rồi. Cô có thể thanh toán nhanh hơn được không? Ba đôi tất và bàn chải tự động anh nói. Còn cả kem đánh răng nữa, tôi đã mua rồi. Đi đi. Sao cơ? Biến khỏi mắt tôi. Ý anh là gì? Lẽ nào cô còn không rõ tình hình sao? Cô không biết tôi là ai sao? Cô đổi chuyên ngành đi. Lúc tôi còn nói chuyện được, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi sẽ dày dò để cô quanh quẩn trong cái dòng ấy cũng không dừng lại được. Giáo sư, đây là hiểu lầm. Sao lại để ra ngoài vậy? Rốt cuộc là ai làm? Tôi không nói muốn trả phòng. Tôi không đi, tôi không thể đi. Tôi hiểu cô nói, xin cô hãy bình tĩnh đã. Xin hãy giải thích cho tôi tại sao tôi phải đi. Cô có thể nghe tôi nói trước không?
Alo, có chuyện gì vậy? Ở bên đó đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghe nói giáo sư Minh Dung Hà gọi điện thoại mắng một trận dữ dội. Nói cậu không tham gia hội học thuật mà đến mua sắm, còn rời khỏi khách sạn nữa. Nói là mất mặt quốc gia, lập tức sa thải cậu. Không thể nào. Minh Dung Hà người này là làm gì có kế hoạch đây? Là vì bức tranh Kim Gan-san đó, phải không? Thật là một tên keo kiệt, lại còn bỉ ổi, tận dụng hết tất cả học trò của mình. Không còn chỗ dùng nữa thì dứt đi. Thật là cái tên đáng chết mà. Bức tranh Kim Gan-san người đó mang ra, nếu như không có chứng cứ chứng tỏ bức tranh đó là giả, vậy thì trận chiến này không còn cách nào thắng đâu. Như lấy trứng chọi với đá vậy. Không thể nào. Không thể nào. Thật là... Thật không thể. Thật là một tên xấu xa. Đi chết đi. Trong 5 năm không lấy học gì tiến sĩ, toàn là lợi dụng sơ hở. Mình một tiếng cũng không thể kêu. Giống như cái lưỡi trong miệng. Quyển sách này cũng là... Quyển sách này cũng đều là mình viết. Tra tìm tài liệu, thậm chí so sánh, không có chỗ nào là mình không làm. Thật là vừa xấu xa vừa bắt bẻ. Cái đồ dứt đi này, mỗi lần chuyển mùa, nước tương, tương ớt còn cả rau muối nữa, mình đều làm cho anh ta. Sao có thể đối xử với mình như vậy? Này người đẹp, có muốn làm một chén với bọn anh không? Làm gì ở đây vậy? Đang tức giận sao? Người đẹp, đi uống một ly đi. Đi đi. Đi hết đi. Nguy hiểm, tránh ra. Cô không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ? Không, không, không. Đừng lo. Không tổn thất gì cả. Cô không cần lo. Không, không, không. Không cần cho tôi tiền. Quan trọng là cô không bị thương. Nếu cô cứ cố chấp như vậy thì tôi sẽ nhận. Tôi hy vọng đổi lại nụ cười của cô. Không sao đâu, cười một cái đi. Đợi một lát đã. Đợi một lát đã, người đẹp. Đợi một lát đã, người đẹp. Ở đây là ý. Cô cười một cái đi. Đây là của cô, cô cầm lấy đi. Xin hãy cười lên. Quanh ở góc kia, có lẽ sẽ có may mắn. Thuộc về cô không biết chừng. Cảm ơn ông. Chúc cô may mắn. Tranh Kim Gan-gum.
Nhà đã bị chủ nợ lấy đi rồi. Trong thời gian ngắn còn phải làm phiền Hi-sung đấy. Anh xin lỗi. Tên khốn này. Lẽ nào chỉ có một mình anh mệt sao? Đã nói chưa cần kết hôn rồi, sẽ để mình chuyên tâm học mà. Phải làm gì đây? Cái tên khốn nạn này. Thật là... Tranh Kim Gang San. Tranh Kim Gang San. Jeon Ji. Dan Gun. Lẽ nào là Tranh Kim Gang San của An Jeon? Siesta Di Luna. Đây là tiếng Ý mà. Ánh trăng. Ánh trăng của buổi trưa. Mặt trước cũng không có bìa. Siesta Di Luna. Tranh Kim Gang San. Tuscany, Ý. Hình như đã đến Siesta Di Luna. Nhìn xem, chính là ở đó Siesta Di Luna. Dáng vẻ xinh đẹp, ở đây chính là Siesta Di Luna. Siesta Di Luna. Ô, xin chào, người đẹp. Xin chào. Xin hỏi cô cần giúp gì không? Đi theo tôi.
Vào xem đi. Đẹp không? Ở đây chính là phòng tiệc. Đây chính là nơi mọi người tụ tập dự tiệc cùng nhau. Có vấn đề gì à? Có vấn đề gì không? Cô không khỏe chỗ nào à? Cô muốn đi đâu? Không thể đến chỗ đó. Chỗ đó đều là phòng trống. Thực sự không có gì đâu. Đợi đã. Nghe không hiểu tôi nói sao? Tôi hỏi cô muốn đi đâu? Rốt cuộc cô làm sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cô đột nhiên cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Cô có thể nói cho tôi rốt cuộc cô làm sao không? Nhìn kìa, cửa sổ lại mở rồi. Tôi đã 200 lần phải đóng cửa sổ rồi. Đây là cái gì? Một con chim bồ câu bay vào. Đáng yêu quá. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đây là tín hiệu của vận mệnh. Là chỉ thị của Thượng Đế. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Siesta di Luna. Khó tin quá. Tôi thấy căn phòng này nhất định có dấu bí mật. Những thứ này giao toàn bộ cho cô. Những thứ này toàn bộ đều là của cô. Đây là tín hiệu của vận mệnh.
No, se non ci fossi lei io partire. Gốc của ý chí là nguồn suối. Thất vọng đau khổ cũng như xé ruột xé gan. Không phân biệt ngày đêm. Ngày tháng trôi qua. Thôi thúc cái chết của người vô tội. Đem tất cả những bi thương nói với trời xanh. Ký ức đã qua. Ghi lại. Phải ghi lại. Hạt này có ít nhất mấy trăm năm lịch sử rồi. Chị lấy ở đâu vậy? Ý. Đợi có báo cáo kiểm tra tôi sẽ liên lạc với chị. Được. Ừ, Hee-jun. Cậu ở đâu vậy? Mình vừa về. Mình phải qua trường trước đã. Ừ, được. Việc lần này cậu tuyệt đối không thể để cho mẹ biết, hiểu chưa? Đương nhiên rồi. Eun-soo rất tốt, cậu yên tâm đi. Mau đến trường xem thế nào. Cảm ơn cậu. Thông báo khiển trách từ ngành nhân gian học, Đại học Hàn Quốc. Giảng viên Seo Ji-yoon tự ý rời khỏi hội nghị học thuật nước ngoài. Phòng hội nghị bộ môn nhân gian 11 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2016. Sao lại đổi giảng viên vậy? Không thể nào. Huống hồ còn là trong học kỳ nữa. Kỳ hạn hợp đồng còn chưa xong mà. Các người sao có thể đơn phương tự hủy hợp đồng được chứ? Điều này vừa nãy tôi cũng đã nói với cô rồi. Chúng tôi cũng chưa được báo như vậy. Ngày mai sẽ mở cuộc họp khiển trách. Đến lúc đó cô hãy giải thích cho rõ. Cuộc họp khiển trách gì chứ? Tôi không làm gì để phải chịu trách nhiệm cả. Cô Seo Ji-yoon, vốn dĩ các giảng viên chỉ vì chứng tỏ bản thân mà rất khó xử. Có phải chị không có việc gì làm không? Xin đừng ở đây lý luận với chúng tôi nữa. Chị hãy thương lượng với bên đó đi. Đợi một lát đã. Tiền bối. Tiền bối. Sao chị lại đi nhanh như vậy? Suýt nữa em không thở nổi rồi. Bỏ ra. Thật là. Chị nghe em nói trước đã. Thật ra việc đó không phải như vậy đâu. Sao nào? Muốn tôi cùng hô khẩu hiệu với cậu sao? Đây chính cái chủ nghĩa dân chủ, là đảm bảo tính công bằng mà các cậu nói sao? Không phải như vậy. Em thấy em cũng có lỗi, nên muốn xin lỗi chị. Xin lỗi. Giết người rồi xin lỗi là xong sao? Nói thật là vẫn chưa đến mức nửa sống nửa chết mà. Em cũng giống Xuất Quy, khiến tiền bối cũng bị liên lụy vào là em không đúng. Nhưng tiền bối cũng có chút đồng ý với quan điểm của em. Chị đã nói không rõ mà. Nói trắng ra, cho dù tiền bối bị sa thải cũng sẽ không chết đói đúng không? Cuộc sống không phải không có vấn đề gì sao? Đừng nói bừa nữa. Cậu cho rằng đối với cậu chính là vấn đề kiếm sống, đối với tôi chính là niềm yêu thích sao? Cậu biết gì chứ? Cậu biết tôi tới đây thế nào không? Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hiểu chưa? Nội dung sự việc. Alo. Alo. Sao vậy? Họ nói không biết. Nó không liên hệ được với các nhân viên làm hôm đó. Vậy phải làm thế nào đây? Về dự án này mình đã làm bản nháp rồi. Cậu xem đi. Tôi làm theo chỉ thị của giáo sư Hà, người chủ trì hội nghị. Thật sự là ép tôi bất đắc dĩ. Này này, mình thà xin nghỉ cũng phải làm chứng cho cậu. Nội dung gọi điện thoại cậu gọi cho mình ở Ý. Còn cả các cuộc gọi cụ thể mình đều in ra xong rồi. Alo. Là anh. Bố Eun-soo. Anh ở đâu vậy? S8, ở chỗ giữ đồ. Mật mã là sinh nhật của em.
Mình à? Bố anh Xuân. Bố anh Xuân. Hãy dùng số tiền này tìm phòng trước. Anh sẽ liên lạc với em. Trong hội nghị học thuật quốc tế, tại sao cô lại hành động một mình? Về nước cũng là về nước một mình. Tại sao cô về trước vậy? Giữa tôi và giáo sư có hiểu lầm nhỏ. Bởi vì trong hoạt động nên không có thời gian hòa giải hiểu lầm. Tôi chỉ nghe chỉ thị của giáo sư mà thôi. Nếu là hiểu lầm thì là hiểu lầm gì? Tôi cũng rất muốn biết tại sao lại có hiểu lầm như vậy. Những tư liệu ở đây có thể chứng minh tôi không tự ý làm việc một mình. Tình hình của tôi trong thời gian dự hội nghị học thuật quốc tế rất rõ ràng. Bạn của tôi cũng ở ngoài cửa đợi. Nếu cần có thể vào làm chứng. Đó là gì? Mở hội nghị học thuật, cô còn đi mua sắm. Đầu óc của cô có vấn đề phải không? Không phải. Đó là giáo sư bảo tôi. Anh là cái đồ lừa đảo. Một phụ nữ Hàn Quốc say rượu như người điên. Ngay cả tài liệu in ấn đều là do tôi in ấn cho anh. Tôi cũng cho rằng cô ấy có trách nhiệm. Để bảo vệ sự tôn nghiêm của trường, thực ra chỉ có thể hủy hợp đồng trong học kỳ thôi. Đối với điểm này tôi tin các vị sẽ hiểu. Cô Seo Ji-yoon, theo chương 2 điều 7 quy định khiển trách giáo viên, nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho danh dự của trường, có thể không thông qua sự đồng ý của giáo viên sa thải chức vụ. Cô có ý kiến gì khác sao? Vậy thì được rồi. Dựa theo chương 3 điều 8 quy định khiển trách giáo viên, hủy bỏ hợp đồng với giảng viên Seo Ji-yoon. Dứt giả rồi. Ji-yoon, Ji-yoon à, cậu không sao chứ? Làm thế nào đây? Cái tên Minh Dung Ha chết tiệt đó, mình nhất định sẽ nghĩ cách thay cậu. Cậu đi đâu vậy Ji-yoon? Tiền bối, tiền bối. Tôi sai rồi. Vậy Seo Ji-yoon chính nghĩa làm liệt đi đâu rồi? Là tôi sai rồi. Xin xin hãy tha thứ cho tôi lần này thôi. Tôi được cổ muốn tôi chặt đi. Nếu tôi không chặt vậy, không phải là thất lễ rồi sao? Tôi sẽ chặt đến khi cô chảy máu không ngừng đau khổ. Xin hãy cứu tôi. Là tôi sai rồi. Tôi đã sai vô điều kiện. Giáo sư, xin hãy tha thứ cho tôi. Làm gì vậy? Xin hãy tha thứ cho tôi. Giáo sư, tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Xin hãy bỏ qua cho tôi lần này đi. Giáo sư. Giáo sư, thật sự là tôi sai rồi. Xin hãy bỏ qua cho tôi lần này.
이게 안견의 금강산도 얘기면 지금 민 교수가 내세운 그림 가짜라는 걸 증명할 명확한 증거 말이야. 안견 금강산도 얘기가 초반부터 바로 나와. 내 이름은 범이다. 이겸. 네 이름은 무엇이냐? 사인당. 저 책 속의 두 주인공이 사인당이랑 이겸이고 이 미인도는 사인당? 응령도 근해에서 규모 4.9의 지진이 발생했어. 여기가 어디예요? 명란우측 북부를 어르시더니 벚꽃이 보이세요?